Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream trên kênh của Hacom, và mình hôm nay rất là vui khi tiếp tục được livestream cùng các bạn và cùng với Hoàng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng mình có một cái thử thách khá là vui như này, là bọn mình sẽ thi nhau xem là ai sẽ build PC nhanh hơn, đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà em phải chấp chị như nào chứ không thì bây giờ không có cửa thắng. Điều đầu tiên đó là em chấp là em sẽ có thêm một cái màn hình. Đó, em sẽ phải cắt thêm một cái màn hình. Nhờ nhìn chị ít hồ hơn hẳn. Đó, và tiếp theo đó sẽ là em sẽ có khả năng phải lắp một tay. Và đây sẽ là một cái vỏ cây MATX, thì mình cũng khá là muốn thử lắp xem trong này như nào. Mọi người vote đi ạ. Mọi người muốn Hoàng lắp vỏ cây màu xám hay là màu đen ạ? G5 đi. Hình như mọi người hay vote cái màu đen này hơn trên Facebook. Rồi, thì đấy thì các bạn. Lấy màu đen nhá, lấy màu đen đi. Simple, anh Hoàng có người yêu chưa? Rất tiếc với các bạn là mình có người yêu rồi các bạn nhé. Sao lại là tiếc? Chết rồi, cái chắn mên đâu? Con chắn mên đây chị ơi, chị nhìn. Đâu? Đây, cái mên này là khá là xịn. Vậy à? Bạn An Nguyễn bạn hỏi là 15 mà được i5 mà chị Phương? 15 được i5 chứ, nhưng mà chúng ta đang bị rất là giảm thiểu về cả màn hình. Nếu anh em thấy đây, đấy, 1030. Thế nên là đây là cái build để cho mình có thể so sánh được thôi. Mình đã được chọn vỏ cây đen, thế nên là điều kiện của vỏ cây đen này là mình sẽ mất một tay. Đấy, mình sẽ dùng tay trái. Đỉnh đấy. Mọi người nhớ support em lắp để em lắp nhanh hơn Hoàng nhé. Core i5 11000, Core i5 11400 có đủ chơi liên minh điện thoại Max Sitting không? Nó tán tản nhiệt stock có đủ không? 11400 thì mình đánh giá rằng là nó hơi nóng nếu mà dùng tản stock và bật chế độ Multi Core Enhancement anh em nhé. Còn nếu mà anh em sử dụng bình thường không thì cái UHD Graphics 730 trong đấy thì như là không đủ để chơi liên minh điện thoại ở Max Sitting thì phải. Chị Hoàng hỏi là tiêu series Prime Neo Noir hôm chúng mình còn hàng đấy nhá, nhưng mà 1.719.000. Và đấy là một trong những cái một trong những cái chuột siêu series đang khá là đây là một hàng limited nha anh em nhé. Thế nên là anh em nên mua nhanh đi. B560 mô ta ép xung được không anh? Bây giờ thì nếu mà với những anh em nào mà sử dụng CPU bình thường ấy và B560 ấy thì sẽ có một cách ép xung nhẹ nhàng, đó chính là bật multi core enhancement lên để giúp cho cái PL2 của chiếc CPU có thể boost được lâu hơn. Sao là một tay em nhanh như Hoàng? Em bình tĩnh lại đi. Em có nóng không? Em đang ngồi cạnh điều hòa nên là may mắn. Mọi người ra đổi chỗ đi, để Hoàng bên này thì Hoàng nóng hơn thì Hoàng lắp chậm lại. Đúng rồi, đấy, 50 lít. Thế thôi mình thua luôn đi. Thôi ba cả phòng đi mọi người. Phòng mình có 21 người nam ạ. RTX 1650 còn ổn không trong thời gian này? Thì mình nghĩ rằng đấy là một trong những chiếc cạc ổn nhất trong thời gian hiện tại và khó mà có thể đi sai được. Nhưng mà nếu mà trong thời điểm mà giá cạc ổn định ấy, thì mình không hề khuyên là mua cái đấy. Tại vì con đấy thực sự rất là yếu và hiệu năng nó chỉ cao hơn 1050 một tí tệ tờ theo thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đến cái phần mà anh Đạt bảo là khó nhất trong cái bộ cây với một tay. Đó chính là đi dây à? nguồn CPU. Đấy. Bây giờ để mình xem mình vượt qua cái thử thách này như nào nhá. 750 có chơi được Pikachu Max Sitting không? Ui, hơi khó bạn ạ. Pikachu Max Sitting yêu cầu phải 3090 cơ. Thế nên là 750 không chơi được đâu. i5-11400F và i5-10400F chênh nhau nhiều không? Mình thấy là chênh nhau không quá là nhiều đâu anh em nhé. Để anh em đi. Cái sự chênh nhau có thể nói là lớn nhất của 10 với cả 11. Đúng rồi, thời 10 với cả 11 có nghĩa là Gen 4. Đấy. Đây em đọc ở đây đi. Duy Ace hỏi là 10400F với cả 1060S được không ạ? Không thoải mái anh em nhé. Dư thừa luôn. Anh em không hề gặp vấn đề gì cả khi mà lắp với cả combo đó. Much later. Đây là chiếc PC mà mình vừa mới build xong của cây mã là G5 đúng không? Vâng, không G1 của chị là G1. G1, mã cây của mình là G1. Chúng ta sẽ đến thành phần chính thì đây sẽ là một CPU đến từ AMD, đó là Ryzen 5 5600G. Chúng ta sẽ có RAM. Lúc nãy quên giới thiệu RAM em ơi. Đây là RAM của đây, hãng đây XPG. Đây là 16GB kit 2 thanh. Okay. Và nó là bus 3200. 3200. Là 16GB. Chúng ta sẽ có một ổ cứng SSD 256 đúng không? Vâng, 256. Nguồn 600W đến từ thuộc nguồn FSP. FSP. Đó, 600W. Là HyperK. Còn với mình thì mình sẽ có là CPU i5 11400 này, cạc GT1030 này, RAM 16GB tương tự bên này này, ổ cứng cũng là 250 tương tự bên này. Nhưng mà mainboard sẽ là khác, mainboard sẽ là B560 Pro HD VDH. Thì là mainboard cũng giá tương đối rất thấp thôi. Sẽ còn có cả đó. Nguồn cũng tương tự, đó là FSP HyperK 600W. Anh em trả lời nhá, máy nào đi dây đẹp hơn này? Đây là máy của mình, đây là máy chị Phương. Thế comment là Hoàng, Phương nhá, để cho bọn mình dễ phân biệt đấy. Hoàng và Phương. Phương là bên đây, không biết bên phải hay bên trái của mọi người nữa. Bên trái của mọi người nhá, còn Hoàng là bên phải của mọi người. Phương 2 này, Phương 3, Phương 4. Ở đâu ấy? Sao Facebook không thấy ai? Một Hoàng. Thôi.
Bạn nam đi dây gọn hơn nhưng vì bạn nữ xinh nên là hút bạn nữ. Thế á, mình đi dây... Thôi, đầu bằng kêu to ấy mà. Mình đi dây cũng mà. Gọn mà. À, rồi, đau quá. À. Thôi, bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp máy, lắp màn hình vào và thử chơi game nhá. Xem là hiệu năng của hai bộ máy nào nhá. Ui dồi ôi, mình đã cảm thấy rất là lag và cực kỳ là khó chịu. Trong khi chị Phương thì đang có thể đạt được mức FPS là khoảng tầm 80-90. Bây giờ đợi để em tí nhá. Sao đây, không chết? Vào khu vực đấy. Đúng rồi. Đúng. Phần này lại bắn đồng đội à? Rồi. Hiện tại này, nhìn khung đường Elon này thì mình đang là 38 FPS, 39 FPS, còn chị Phương là 74, 73 FPS lận. Vậy thì là... Em có cả màn hình đúng không? Đúng rồi, trong kia em có cả màn hình và em đang rất là lag. Đây nhá, mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường luôn nhá. CPU này vẫn đang ổn này, card màn hình vẫn đang chạy ở 3200 này. Đó. Ở đây, RT1030 này vẫn đang sử dụng rất là bình thường. Và có vẻ như là cái yếu tố gây nghẽn ở đây đó chính là cái VRAM của cả màn hình. Ở đây đang có 2GB RAM và nó dùng gần như là 100% luôn. Thì thế là chứng tỏ đơn giản là các onboard của Ryzen 5600 khỏe hơn các 1030. Đó. Ủa chị đang chạy rồi nè. Ồ thế à, nhanh thế. Sao chị lốt nhanh thế? Em còn đang lốt chán trở chán dây à. Đúng rồi, mình còn đang đơ cơ. Máy mình còn đang đơ cơ. Có hình gần như xem nhau chỉ khác ở cái khác chip. Khác với CPU và cả màn hình. Đó. Có cảm khác main nữa nhưng mà cái sự main thì nó không quyết định quá là nhiều. Của mình chạy như gần của mình chạy xong đang rồi. Đang đơ, game đang đơ anh ạ. Còn máy thì vẫn chạy ổn định. Đây ở đây sau khi mà bọn mình đã test benchmark xong cho chiếc máy với cấu hình của Ryzen 5600G thì nó sẽ là FPS trung bình đúng không? Là 33. Min là 17, max là 62. Và cái mức FPS trung bình là 33 thì cũng là thấp, cũng là thấp nhưng mà sẽ trải nghiệm được nếu mà anh em cố gắng. Đó. Đây rồi, cuối cùng thì cũng bắt đầu load lên này rồi. Đây, dạ vâng, mức FPS của mình đang dao động khoảng tầm từ 20 tới 19 FPS để mình em thấy. Đó. Chị là 33 nhá. Ôi nó còn 76 kìa. Thực sự là rất là lag. RT1030 thực sự rất là không đáng mua nếu mà anh em có mua. Đấy, FPS là 16, min là 17 và max chỉ là 29 thôi. Nói chung là tất cả thông số bằng khoảng một nửa bên này. Đã thua rồi, bên này có vẻ như là RT1030 này rất là yếu. Đây vẫn đang chạy đúng không? Con máy phải nhìn đẹp hơn nhỉ? À rõ ràng rồi anh em, đây là màn 10 triệu mà, đeo U mà. Đây là LG 2 củ rưỡi mà, 2 củ 5 củ mà. Tất nhiên rồi, đây là IPS một trong những dòng cao cấp của em. Con này lên được mấy K? Con này lên được là 2K chị ạ. Của em có vẻ hơi giật. Hơi à, em nghĩ là cứ giật ạ. Cực 10, giật luôn à? 15 FPS trong khi của chị là 32. Đấy. Những con số của em đang đỏ lom đây. Của chị là FPS 33. Em vẫn đang chật vật chạy từ trái sang phải đây. Ui nó đang load kết quả đây. Đây. Số frame của em render chỉ được bằng nửa số của chị thôi. Đó. Chưa được một nửa. Và FPS trung bình 14 FPS. Cũng chưa được một nửa. Ôi, màu hồng rất đẹp chị nhỉ. Của chị màu vàng. Nếu mà anh em nào muốn FPS màu hồng thì hãy mua bộ máy này. Còn nếu mà em thích FPS màu vàng thì em mua bộ máy này. Hôm nay thực sự là mình cũng đang nghĩ rằng là bên Ryzen 5 sẽ chiến thắng. Nhưng mà mình không biết được rằng là bên Ryzen 5 sẽ chiến thắng bao nhiêu và chiến thắng nhường nào. Và có vẻ như là một cái kết quả thắng khá là áp đảo. Khá là áp đảo. Gấp đôi, gấp 3 lần luôn. Gấp đôi, đó, đây 33 và 14. Chiếc tuy trong CPU này, đây trong đây là một cái CPU khá là khỏe. Nhưng mà GPU lại tương đối là yếu. Rồi, thực sự rất là cảm ơn anh em đã xem cái livestream này. Và trong cái video cắt cái livestream này thì chúng mình sẽ để tất nhiên rồi những cái linh kiện đầy đủ của hai bộ máy. Qua đây thì các bạn cũng sẽ xem được là mình sẽ có những cái lựa chọn cân nhắc tốt hơn. Thì chúng mình sẽ test trước cho các bạn trong những cái buổi livestream như thế này. Để sau mà các bạn có build cấu hình thì các bạn cứ lục lại những cái livestream của Hacom thì chúng ta sẽ có được bộ cấu hình nó ưng ý hơn. Và người thật việc thật luôn đúng không? Test trực tiếp trên này luôn, không có tí nào là quảng cáo ở đây cả. Và lần sau thì chúng mình sẽ test những cái tựa game theo như là các bạn đã comment nhá. Ok, nhớ like và subscribe Hacom nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.